Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3861, tư cách kiểm tra thần vương phong hào. Trương Huyền lắc đầu. Ta từ nhỏ đã quen tự do tản mạn, mong gia chủ thứ lỗi, thực không cách nào gánh trách nhiệm lớn như vậy. Tới Linh Nguyên Thiên chính là vì tiến vào Linh Thần Cung, làm gia chủ gì đó, khẳng định không nguyện ý. Không nghĩ tới hắn sẽ từ chối, gia chủ sửng sốt một chút, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, chỉ thấy thanh niên trước mắt nghi ngờ nhìn qua. Ngươi mới vừa nói, thông qua thần vương phong hào kiểm tra. Thần vương phong hào cần kiểm tra. Còn tưởng thần vương phong hào là bởi vì công lao cao, được sắc phong, thực lực mới kinh người, nếu có khảo nghiệm, vậy thì rõ ràng không đúng rồi. Cái gọi là phong hào, là đế quân tự mình sắc phong, trưởng khống lực lượng một phương thiên địa, tiếp nhận nguyện lực một phương. Những nguyện lực này, cũng không phải là tưởng niệm đơn thuần, cực kỳ hỗn tạp, muốn triệt để trưởng khống, linh hồn phải biến đổi đến mức vô cùng kiên trì và mạnh mẽ. Nói cách khác, thấp nhất đều cần linh hồn đến thần vương đỉnh phong, tiếp đó mới là tu vi. Gia chủ giải thích, trưởng khống một phương thiên địa, người bình thường sẽ có rất nhiều, mỗi người ý tưởng khác biệt, trong nguyện lực tự nhiên cũng xen lẫn cảm tình khác nhau, muốn lợi dụng, nhất định phải loại bỏ các loại tình cảm gánh nặng. Linh hồn không tinh khiết, không cường đại mà nói, dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Cho nên muốn phong hào, hồn lực phải mạnh. Vị trước mắt này, tu vi mới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, nhưng linh hồn đã đạt đến thần vương đỉnh phong, chỉ bằng vào điểm ấy, về. Sau đột phá đến thần vương cảnh, xung kích thần vương phong hào, ít nhất nắm giữ 50% xác suất trở lên. Hỏa Phượng nhất tộc bọn họ hưng thịnh đến bây giờ, cũng bởi vì có một vị lão tổ phong hào, lại xuất hiện một vị mà nói, không cần nghĩ, đệ nhất Linh Nguyên Thiên, thậm chí thần giới đệ nhất gia tộc cũng thực chí danh quy. Nhận được ưu ái, Trương Huyền lắc đầu, thấy thái độ của hắn kiên quyết, gia chủ biết khuyên can vô dụng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Nếu không như vậy, ngoài Linh Thần Cung có một tượng đá Phượng Hoàng, một là dùng để khống chế đại trận trong cung, thứ hai là chuyên môn kiểm tra thần vương, không bằng ngươi đi thử một chút. Linh khí thủy triều sắp tới, thế lực phương nào không muốn để cho thần vương phong hào phía bên mình nhiều một ít, vị trước mắt này, linh hồn nghịch thiên như vậy. Dù còn không có đến thần vương cảnh, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, gia tộc bọn họ liền có thể thuyết phục hai đại gia tộc khác cung cấp vô số tài nguyên, để hắn đột phá. Một khi thành công, Linh Nguyên Thiên xuất hiện một vị cường giả siêu cấp không nói, chủ yếu nhất là Hỏa Phượng nhất tộc càng thêm cường đại. Trương Huyền trần trừ. Mới vừa rồi ngươi và Phượng Hàn Thu đánh cược, nhận được danh ngạch, vừa vặn cũng phải đi Linh Thần Cung. Kiểm tra một chút không sao cả. Gia chủ nói. Được. Trương Huyền im lặng. Xem ra mình và Phượng Hàn Thu tranh đấu, đối phương đều thấy được, một mực không có khuyên can, cũng là vì tranh thủ danh ngạch cho Hỏa Phượng nhất tộc. Bất quá kiểm tra một chút cũng không sao, dù sao cũng phải đi Linh Thần Cung. Linh Thần Cung lơ lửng ở trên Linh Nguyên Thành, đi theo sau lưng gia chủ phi hành một hồi, đi tới trước mặt. Lúc này bên ngoài cung điện đã đứng hai người khác. Gia chủ hai gia tộc khác. Phượng Nguyên Trì, người nói linh hồn của hắn đã đến thần vương đỉnh phong. Mới đi đến trước mặt, một gia chủ toàn thân băng hàn đi đến trước mặt, trong ánh mắt mang theo không vui. Tộc trưởng băng Phượng nhất tộc, Phượng Hàn Tuyết. Vốn là Phượng Hàn Thu của gia tộc bọn họ đi vào Linh Thần Cung cảm ngộ, bây giờ bị người thay thế, hơn nữa đối phương nhiều ra một vị. Thần vương cùng một vị linh hồn thần vương đỉnh phong, đổi lại người nào cũng sẽ mất hứng. Không sai. Gia chủ Hỏa Phượng nhất tộc Phượng Nguyên Trì gật đầu. Phượng Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, quả nhiên cảm thấy linh hồn sâu không lường được, cho dù là hắn cũng không thể. Nhìn thấu, tràn đầy buồn bực, nhưng không tiện phát tác. Bắt đầu kiểm tra, trước thời hạn đã nói, kiểm tra thần vương phong hào cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận. Linh hồn bị nghiền ép, sẽ bị thương không nhẹ. Phượng Nguyên chỉ gật đầu nhìn về phía Trương Huyền, lặng lẽ truyền âm. Mục đích lần này của ngươi chỉ là vì kiểm tra, nắm giữ tiềm chất xung kích thần vương phong hào, để tiện xin tài nguyên, giúp ngươi đột phá. Một khi không kiên trì nổi, thì lập tức lui về, tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ. Trương Huyền gật đầu, nghi ngờ nói. Làm sao kiểm tra?
phía trước là tượng đá Phượng Hoàng, phía sau là tinh đồ bao phủ Linh Nguyên Thiên, mượn lực lượng linh hồn, thông qua tượng đá kích hoạt tinh đồ, có thể thắp sáng một viên, đã nói lên nắm giữ tiềm lực, thắp sáng trăm viên, chứng minh chính thức có tư chất trở thành thần vương phong hào. Phượng Nguyên chỉ về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy ngoài Linh Thần Cung, một tượng Phượng Hoàng to lớn, đứng sừng sững ở tại chỗ, đằng sau thì là một tinh đồ càng thêm to lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như một Phượng Hoàng bay lượn ở trên trời, thâm thúy, xa xăm. Trên tinh đồ, vô số ánh sao lập lòe, không biết bao nhiêu vạn. Thắp sáng trăm viên, liền có tư cách trở thành thần vương phong hào. Có phải quá đơn giản hay không? Đừng nghĩ đơn giản, tượng đá này ẩn chứa đế quân lưu lại ý niệm, linh hồn lan ra, sẽ gặp phải áp chế, muốn thông qua muôn vàn khó khăn không nói, lực lượng còn lại còn muốn kích hoạt tinh đồ, càng khó mà hoàn thành. Ta và bọn hắn đã từng thử qua, cuối cùng ngay cả một ngôi sao cũng không có thắp sáng. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Phượng Nguyên chỉ xấu hổ cười nói. A hát! Trương Huyền gật đầu. Cũng đúng, nếu như thần vương phong hào dễ dàng thông qua khảo hạch như vậy, cũng không đến mức toàn bộ Linh Nguyên Thiên chỉ có 3 vị. Tam đại gia chủ đã thảo luận trước, nên không có ai ngăn trở, Trương Huyền rất mau tới trước mặt tượng đá, cánh tay nâng lên. Lòng bàn tay và tượng vừa tiếp xúc, quả nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách dày đặc lan tới. Lông mày dương lên, linh hồn lực vừa mới thăng cấp lập tức lan ra. Ầm ầm, trong óc nổ vang, tựa như một Phượng Hoàng to lớn bất ngờ xuất hiện ở phía trước, hồn lực của Trương Huyền ở trước mặt đối phương nhỏ. Yếu giống như cát bụi. Đột phá con Phượng Hoàng này. Trương Huyền nhíu mày. Quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Uy áp thực quá lớn, cho dù linh hồn vừa mới đột phá, muốn qua cũng không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thử một chút đi. Dù sao cũng đã tới, coi như khó mà hoàn thành, cũng phải thử một lần. Trên thần vương là phong hào, muốn giống như Khổng Sư trở thành đế. Quân, cửa này nhất định phải qua, đã như vậy, cũng không có gì phải trốn tránh. Linh hồn ngưng tụ thành sợi, lan về phía Phượng Hoàng. Không đúng. Lan tràn một hồi, lập tức phát giác không đúng. Vốn cho rằng cảm giác áp bách mạnh như vậy, càng về phía trước càng khó đi lại, thậm chí có thể nói không cách nào tiến lên, ai biết càng tới gần Phượng Hoàng, càng có một loại cảm giác quen thuộc, giống như khí tức của đối phương và mình cực kỳ gần gũi. Rất nhanh thông qua Phượng Hoàng áp bức, đi tới trước mặt tinh đồ. Hơi chuyển động ý nghĩ, nhấn tới một viên. Hô! Giống như chạm đến công tắc, tất cả ngôi sao tranh nhau chen lấn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đều sáng lên, đơn giản như vậy sao? Trương Huyền ngây người. Hết chương 3861. Chương 3862. Bất tử đế quân hiện thân. Tình huống bình thường, không phải nói một viên cũng rất khó thắp sáng sao? Vì sao chỉ nhấn một cái gì cũng không có làm, tất cả ngôi sao toàn bộ sáng lên. Trương Huyền sững sờ, ba vị gia chủ càng dùng sức dụi mắt, sợ nhìn lầm. Kích hoạt 100 ngôi sao, đã nói lên nắm giữ năng lực đạt được phong hào, hiện tại toàn bộ thắp sáng. Chẳng phải cho thấy, vị trước mắt này, tư cách phong hào đối với hắn mà nói, không tính là gì. Tại sao có thể như vậy? Đám người Phượng Nguyên Trì và Phượng Hàn Tuyết khó tin. Không chỉ toàn bộ tỏa sáng, càng quan trọng hơn là, tốc độ quá nhanh. Mới cùng tượng tiếp xúc không đến 10 cái hô hấp, liền biến thành như vậy. Xem như ba vị lão tổ của bọn họ, thần vương phong hào chân chính, cũng không làm được như vậy. Chẳng lẽ tinh đồ hỏng? Phượng Hàn Tuyết nhịn không được nói. Ý niệm của đế quân lưu giữ trong đó, làm sao có thể hỏng? Phượng Nguyên Trì lắc đầu. Đây là đồ đằng của toàn bộ Linh Nguyên Thiên, trong đó có ý niệm mà bất tử đế quân lưu lại, hỏng. Tuyệt đối không thể. Như vậy nói cách khác, vị trước mắt này là dựa vào thực lực chân chính, thông qua được khảo hạch. Tam đại gia chủ khiếp sợ nói không ra lời, Trương Huyền cũng kỳ lạ, nhịn không được nhìn về phía tượng Phượng Hoàng. Vừa rồi chỉ chú ý cảm giác áp bách, lúc này cẩn thận quan sát, vậy mà phát hiện một loại cảm giác quen thuộc, giống như trước kia đã sớm gặp qua. Đây là,
khí tức của tiểu hoàng kê. Trương Huyền nhớ tới cái gì, nắm đấm siết chặt. Cỗ khí tức này, không phải cái khác, chính là đặc thù của tiểu hoàng kê. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là đúng, tên này thật sự là bất tử đế quân của Linh Nguyên Thiên. Nghĩ đến cái này, tinh thần khẽ động, truyền âm qua. Tiểu kê, mau ra đây nhìn một chút, con phượng hoàng này, người nhận ra không? Hô! Âm thanh kết thúc, tiểu hoàng kê xuất hiện, nhìn thấy tượng trước mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn, ánh mắt mê man lẩm bẩm. Thật đói! Bỗng nhiên nhảy lên. Hô! Cả bức tượng bị nó mổ mất. Ngươi, làm gì? Đám người Phượng Nguyên Trì đều sợ hết hồn. Pho tượng kia là đồ đằng của Linh Nguyên Thiên, bị một con gà nuốt. Trương Huyền cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Ta chỉ bảo ngươi đi ra nhìn một chút, có thể tìm ra chút trí nhớ gì đó hay không? Ngươi nuốt của người ta làm gì? Ta làm sao bàn giao? Căn bản không có cách nào nói rõ à. Trương Huyền xoay đầu lại. Quả nhiên thấy tam đại gia chủ lên cơn giận dữ, tựa như sắp bùng nổ. Đồ đằng của Linh Nguyên Thiên bị nuốt, tương đương với tát bọn hắn, đổi lại người nào cũng không tiếp thu được. Phượng Huyền, mau giao con gà kia ra. Tự tìm cái chết. Tam đại gia chủ muốn ra tay. Bất quá lực lượng trong cơ thể còn chưa kịp thả ra, mặt đất lay động kịch liệt. Toàn bộ linh thần cung mất đi tượng Phượng Hoàng, giống như mất đi trung tâm trận pháp. Linh khí bốn phía tản ra, tầng mây bị xé nứt thành mấy khối. Ba đại cao thủ có chút không khống chế được thân thể, lực lượng công kích tạm dừng. Linh thần cung nguy nga tựa như gặp phải động đất, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, dường như cả cung điện, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Không phải ta làm. Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Trước đó ở danh sư đại lục, đi tới đâu phá tới đó. Sau lưng bị người xưng hô Trương Phá Phá. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng kia đều là tuổi trẻ vô tri, không sao cả. Nhưng bây giờ, còn không có nhìn thấy Lạc Nhược Hy, liền phá hủy nhà của người ta. Thật giống như mới đi đến cửa nhà nhạc phụ, đối phương còn chưa mở. Cửa, một pháo san bằng, còn làm sao tiếp tục ở chung? Không nên chơi người như vậy. Muốn không thừa nhận, nhưng tiểu hoàng kê là thú sủng của mình. Lại là mình triệu hoán ra. Mới xảy ra loại sự tình này, xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chuyện gì cũng từ từ, tiểu kê cũng không muốn làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Trong lòng buồn bực, tinh thần lại khẽ động, hình thành một bình chướng, chặn lại tam đại gia chủ tấn công. Không ngăn trở không được, con gà này, từ trước tới nay không đáng tin cậy, ngay cả ý niệm đế quân cũng nuốt qua, ngăn lại là vì tốt cho các ngươi. Nếu không một hơi ăn mất tam đại gia chủ, đoán chừng Linh Nguyên Thiên sẽ nổ tung. Đến lúc đó tới tìm thân, chẳng khác nào tới khiêu khích. Mặc kệ có nguyên nhân hay không, trước bắt xuống lại nói. Tam đại gia chủ đồng thời hét lớn, ba cỗ lực lượng cuồn cuộn, đang muốn bao phủ tiểu hoàng kê ở bên trong, liền nghe không khí nổ vang, ngay sau đó lời nói như sấm sét vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ba bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt. Từng cái ánh mắt lạnh lùng. Tham kiến lão tổ. Tam đại gia chủ đồng thời quỳ gối. Ba vị thần vương phong hào của Linh Nguyên Thiên, Hỏa Vũ, Băng Vũ cùng Phong Vũ. Linh thần cung lay động, triệt để kinh động ba vị này. Trước ổn định lay động lại nói. Nhìn thấy cung điện đã đổ sụp một phần, trận pháp duy trì không ngừng lay động, ba vị thần vương phong hào không để ý nói nhiều, đồng thời ra tay. Ba đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái lồng khí to lớn, bao phủ toàn bộ cung điện ở bên trong, bị lực lượng bọc lại, linh khí tán loạn chậm chạp hội tụ tới. Tuy địa phương đổ sụp không thể khôi phục, nhưng lay động đã ngừng lại. Làm xong, lần nữa trở lại trên không, nhìn về phía ba vị gia chủ. Giải thích một chút, chuyện gì xảy ra? Hỏa Vũ Thần Vương Phong Hào khẽ nói. Bẩm lão tổ, là như vậy. Phượng Huyền chính là thiên tài lợi hại nhất của gia tộc ta đời này. Phượng Nguyên chỉ vội vàng giải thích. Trong đó bao quát Trương Huyền tuổi còn trẻ linh hồn đạt đến thần vương đỉnh phong, tới khảo hạch, kích hoạt tất cả tinh đồ, cùng với đột nhiên xuất hiện tiểu hoàng kê nuốt lấy tượng đế quân, đều nói rõ ràng một lần. Ngươi kích hoạt tất cả tinh đồ. Ba đại phong hào chấn động, nhìn về phía Trương Huyền tràn đầy khó tin. Cho dù lúc trước bọn họ cũng làm không được điểm ấy.
May mắn. Trương Huyền ôm quyền, vội vàng giải thích. Tiểu hoàng kê là thú sủng của ta, cũng không phải cố ý nuốt tượng đế. Quân, mong được tha thứ. Nuốt tượng đế quân, là đại bất kính với đế quân, còn phá hủy trận pháp linh thần cung, là khiêu khích linh nguyên thiên, tội chết. Hỏa vũ thần vương Phong Hào hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía tiểu hoàng kê, ánh mắt mang theo lạnh lùng. Tuy thôn phệ tượng đế quân không phải ngươi cố ý, nhưng dù sao cũng là thú sủng của ngươi làm ra, phải nhận lấy trừng phạt. Băng vũ thần vương Phong Hào nhìn về phía Trương Huyền, giọng nói băng lãnh. Động thủ đi. Ba vị Phong Hào, có hai vị làm ra quyết định, người còn lại không cần nhiều lời, đồng thời giơ bàn tay lên, trong nháy mắt lực lượng hội tụ, tựa như thiên địa sắp sụp đổ. Các ngươi muốn giết ta, người nào cho lá gan? Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt chậm chạp vang lên, tựa như sấm rền, chấn nhiếp bát phương. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tiểu hoàng kê, trước mắt xuất hiện một con hư ảnh phượng hoàng to lớn, lơ lửng ở trên cửu thiên, bay lượn vạn giới. Đế quân, ánh mắt của ba đại Phong Hào co rụt lại, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Hết chương 3862. Chương 3863. Tiểu sùng tử tử. Hư ảnh trước mặt hoàng kê từ trong cơ thể nó bắn ra, lơ lửng ở trên không mọi người, linh thần cung cũng lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Đây là bất tử đế quân. Toàn thân Trương Huyền chấn động, đồng tử co rút lại, ánh mắt phức tạp. Tiểu hoàng kê, tuy trước đó có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rung động khó tự kiềm chế. Khó trách con gà này thời điểm vẫn là hồ lô, nói mình là thần thú tung hoành thần giới, lúc ấy còn tưởng khoác lác. Nằm mộng cũng nghĩ, không ra, lại là một trong cửu đế. Khó trách ở thượng thương đi vào hãm không thành, cảm thấy quen thuộc, khí tức suy yếu không có tác dụng gì với nó, náo loạn nửa ngày. Đó là thành trì của nó. Thu một vị đế quân làm thú sủng. Không đúng. Đang khiếp sợ, một cái ý nghĩ xông ra, thân thể cứng đờ. Tiểu hoàng kê là bất tử đế quân sau khi chết lần nữa sinh ra ý niệm, cho nên rất dễ dàng nhận ta làm chủ. Phượng hoàng trước mắt này rõ ràng không phải, nếu như hắn không nguyện ý. Sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù không biết vì sao bất tử đế quân sau khi chết, còn có thể lần nữa phục sinh, nhưng tiểu hoàng kê rõ ràng là trí nhớ bị phong ấn, cái gì cũng không biết. Giống như mất trí nhớ, bị mình thu làm thú sủng. Hiện tại đại đế tỉnh lại, chẳng phải sẽ trực tiếp nổi khùng. Đang lo lắng, chỉ nhìn thấy phượng hoàng to lớn trên không quay đầu nhìn lại. Mặc dù không có công kích, nhưng áp lực cực lớn, như thiên địa sụp đổ nghiền ép tới. Cảm nhận được cỗ áp lực này, linh hồn Trương Huyền vừa mới thăng cấp, vậy mà không có chút sức chống cự nào, thân thể kìm lòng không được run rẩy, thật giống như bị nghiền ép vỡ nát. Không, chân khí toàn thân sôi trào, sống lưng bị đè cong lần nữa thẳng tắp. Bất tử thiên phượng ta, mặc dù mệnh danh bất tử, nhưng gặp được đả. Kích hủy diệt chân chính. Vẫn sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo vẫn, chỉ. Bất quá có thể kèm theo thời gian trôi qua, lần nữa dục hỏa trùng sinh mà thôi. Trên không hư ảnh Phượng Hoàng không có chút tình cảm nào, âm thanh mang theo lạnh lùng. Trùng sinh sinh mệnh, vì bảo vệ mình, sẽ chủ động phong ấn trí nhớ, tu vi đạt đến, sẽ lần nữa mở ra. Người vậy mà thừa dịp ta không có trí nhớ. Thuần phục làm thú sủng, tội ác tày trời. Bất tử đế quân ta không cần chủ nhân, cũng không có người xứng làm chủ nhân của ta. Âm thanh một câu tiếp lấy một câu, trên không uy nghiêm càng ngày càng nghiêm nghị, không gian bốn phía ngưng động. Trương Huyền cảm giác giống như có một tòa núi lớn, lực lượng cuồng bạo, đè xương sống uốn lượn, bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi. Đế quân giận dữ, thiên địa cũng không chịu nổi. Người này lại thừa dịp đế quân phục sinh, thuần phục hắn làm thú sủng. Lá gan cũng quá lớn đi, làm sao làm được? Đúng vậy, coi như đế quân không có khôi phục lực lượng, cũng ẩn chứa đế vương chi khí, thu làm thú sủng, không sợ phản phệ sao? Đám người Phượng Hàn Tuyết run lẩy bẩy. Ba đại thần vương Phong Hào cũng không dám tin tưởng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Cửu thiên cửu đế, mỗi một cái đều đứng ở đỉnh phong nhất của tất cả. Sinh mệnh, cho dù trùng sinh, cấp độ sinh mệnh cũng còn đó. Huyết mạch không phải người bình thường có thể chống cự, vị trước mắt này, đến cùng thiếu thông minh bao nhiêu, đi thu hắn làm thú sủng.
Mấu chốt nhất là, sau khi đế quân sống lại sinh ra ý chí, lại cũng thiếu thông minh như thế. Đáp ứng người ta. Biết đây là mâu thuẫn của đế quân, không dám chen vào, từng cái ngậm miệng không nói. Ta là tiểu hoàng kê, không phải bất tử đế quân. Hắn là chủ nhân của ta, ai cũng không thể động. Thời điểm Trương Huyền cảm giác không chịu nổi, một thanh âm gào thét vang lên, ngay sau đó nhìn thấy hoàng kê ở phía sau hư ảnh không ngừng giãy giụa, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Ngươi! Phượng Hoàng sững sờ, lại không để ý tới áp bức Trương Huyền, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu kê. Đây chính là linh trí của hắn sau khi sống lại, tại sao ngu ngốc như thế? Đường đường một trong cửu đế, nhận một thiên thần làm chủ, quả. Thực mất mặt xấu hổ. Giết tên này. Ý niệm kiềm chế lại hoàng kê, Phượng Hoàng hừ một tiếng. Ba phong hào đồng thời gật đầu, nhẹ nhàng vụt qua, bao phủ Trương Huyền ở bên trong. Đế quân có lệnh, không dám vi phạm. Ngươi dám. Tiểu hoàng kê nghiến răng, trong mắt đỏ hoe. Nó không có thức tỉnh trí nhớ, đương nhiên sẽ không cảm nhận được đế. Quân ngạo mạn, càng không cho phép đối phương chém giết chủ nhân của mình. Người ta đồng căn đồng nguyên, mặc dù hiện tại ta chỉ là một đạo ý niệm, cũng không phải ngươi có thể phản kháng. Hư ảnh Phượng Hoàng hừ lạnh, xông tới tiểu hoàng kê, trong nháy mắt bị giam cầm, không cách nào động đậy. Hoàng kê là sau khi bất tử đế quân sống lại đản sinh ra ý chí mới, cùng bất tử đế quân đồng căn đồng nguyên, người sau biết tất cả bí mật và thủ đoạn của nó, muốn vây khốn không khó. Thấy ba phong hào vây quanh mình, Trương Huyền cũng không khẩn trương. Mà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Ta thu ai làm thú sủng, đây là chuyện của đế quân, khuyên các ngươi tốt nhất đừng dính líu, nếu không các ngươi giết ta, hoàng kê khôi phục lại thực lực đỉnh phong, các ngươi hẳn phải biết kết quả. Cái này, ba phong hào dừng lại. Đối phương nói không sai. Ra lệnh cho bọn họ là bất tử đế quân, dù giọng nói và dáng điệu vẫn như cũ, trên thực tế chỉ là một đạo ý niệm lưu giữ ở trong pho tượng mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ hao mòn hầu như không còn. Mà hoàng kê mới là đế quân lần nữa phục sinh của bọn họ. Ngày hôm nay thật giết chủ nhân của hắn, một khi nó trở về, đế lâm thiên hạ. Ba người mình tất nhiên sẽ bị chém giết. Chủ nhân và hạ nhân, cái nào quan trọng hơn, ai cũng có thể rõ ràng. Nhanh động thủ. Hư ảnh Phượng Hoàng thấy ba người dừng lại, đột nhiên giận dữ. Một khi ta khôi phục trí nhớ, ngươi cảm thấy còn có thể nhận người khác làm chủ. Ba đại phong hào nhíu mày. Bọn họ và đế quân ở chung không dưới vạn năm, biết tính tình và bản tính của đối phương, cao cao tại thượng đã lâu, làm sao lại nhận một thiên thần thượng phẩm làm chủ. Truyền đi cũng là chuyện cười. Lực lượng ba người gào thét, thời gian nháy mắt tạo thành lồng khí năng lượng ở xung quanh Trương Huyền, bao phủ hắn ở bên trong, không cách nào chạy trốn. Thấy bọn họ thật muốn động thủ, Trương Huyền híp mắt lại. Hiện tại tiểu hoàng kê bị ý niệm Phượng Hoàng vây khốn, không cách nào rời khỏi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù linh hồn tấn cấp đến thần vương đỉnh phong, nhưng tu vi không có đột phá, đối mặt phong hào chân chính, vẫn là lực bất tòng tâm, huống chi là ba cái. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng thiên đạo chi thư. Con mắt Trương Huyền lấp lóe. Hiện tại loại tình huống này, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể xử. Dụng thiên đạo chi thư, nghĩ biện pháp một sách đập chết ba người. Chỉ là, ba người chiếm cứ ba phương hướng, bao phủ mình ở bên trong, tế ra thiên đạo chi thư, bản thân cũng sẽ bị bao phủ ở trong đó, gặp gỡ nguy hiểm. Trừ khi có thể để cho ba người này đứng ở cùng một phương hướng, hơn nữa không thể cách quá xa. Tê Lạp, đang suy tư, làm sao mới có thể làm được điểm ấy, một đạo khí mang phóng tới. Thân thể vụt qua tránh thoát, có điều quần áo bị xé rách ra, dây chuyền của Lạc Nhược Hy lộ ở trước ngực. Trên không, Phượng Hoàng nhìn thấy mặt dây chuyền kia, động tác chấn áp tiểu hoàng kê nhất thời ngừng lại, bỗng nhiên lấp lóe, đi tới trước người Trương Huyền. Tiểu sùng tử tử, gặp qua chủ nhân. Hết chương 3863. Chương 3864. Lạc Nhược Hy, Linh Tê Đế Tôn. Ba đại phong hào đang định công kích, tất cả đều sững sờ, lực lượng trong tay không biết nên công kích hay dừng lại. Ý niệm đế quân không phải vừa nói muốn giết tên này ư? Thoáng cái chạy tới tiểu sủng,
tử tử, giả ngu bán manh. Làm sao cảm giác không đúng như vậy? Cái này thật là đế quân cao lạnh, khinh thường vạn vật của chúng ta. Bất quá ngây người không bao lâu, một thanh âm quát tháo vang lên, hư. Ảnh Phượng Hoàng phẫn nộ nhìn lại. Còn không dừng lại, động thủ với chủ nhân của ta, tự tìm cái chết hả? Vừa thấy mặt chỉ biết động thủ, có thể hòa bình giải quyết vấn đề hay không? Năng lượng tỏa ra đâu đâu cũng có lòng công đức hay không, ngày mai người khác còn phải đi làm. Trên không lay động, ba đại phong hào liên hợp hình thành công kích tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Ba đại phong hào thật muốn điên rồi. Sẽ không phải là hoàng kê đã đoạt xá hắn chứ? Không chỉ bọn họ như vậy, tiểu hoàng kê cùng với Trương Huyền cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa nghe nói mình là chủ nhân, hận không thể chém thành muôn mảnh, một cái chớp mắt liền thành bộ dáng này, cung kính không thể lại cung kính. Bất tử đế quân, có muốn đậu bức như vậy hay không? Chẳng lẽ bất tử đế quân, bản thân là loại tính tình này? Nghĩ tới tiểu hoàng kê không đáng tin cậy, ánh mắt Trương Huyền chớp chớp. Hoàng kê là đối phương trùng sinh sinh ra ý niệm, có lẽ cùng bản tính của đối phương không kém bao nhiêu, như vậy mà nói, vị bất tử đế. Quân này, tính cách không biết xấu hổ như vậy cũng có thể hiểu. Chỉ là, để hắn không hiểu chính là, vì sao vừa rồi không nhận chủ, hiện tại đột nhiên lại nhận. Chẳng lẽ liên quan đến dây chuyền? Thái độ của đối phương biến hóa, là bởi vì dây chuyền xuất hiện, tỏa ra nhiệt lượng ấm áp. Chẳng lẽ đối phương quen biết thứ này? Nghĩ đến cái này cũng nhìn không được nữa, nhìn lại. Ngươi biết thứ này, vậy có biết Lạc Nhược Hy ở đâu không? Vốn muốn đi Linh Thần Cung tìm Lạc Nhược Hy, bây giờ ở bên ngoài cung điện gây ra động tĩnh lớn như vậy, cung điện đổ sụp một nửa, đối phương cũng không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Không có ở đây. Lạc Nhược Hy. Phượng Hoàng sững sờ, trong mắt tựa hồ có chút không hiểu. Chính là chủ nhân thứ này. Trương Huyền cầm lấy dây chuyền. Nơi này là Linh Nguyên Thiên, bất tử đế quân là linh thần. Nếu như ở đây tìm không thấy Lạc Nhược Hy, khẳng định không cách nào tìm được. Đây là chúng thần chi. Ta hiểu, người nói Lạc Nhược Hy, là Linh Tê Đế Tôn A. Phượng Hoàng bừng tỉnh hiểu ra. Linh Tê Đế Tôn. Trương Huyền sững sờ, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở danh sư đại lục, mình ngụy trang thành Lạc Thiên Nhai, Lạc Nhược Hy ngụy trang tên, có vẻ như là Linh Tê. Lúc trước bản thân còn vui vẻ nói, bất luận cách nhau thiên nam địa bắc, hay góc biển chân trời, thần giao cách cảm, nhất niệm tương thông. Đúng, chính là Linh Tê Đế Tôn, nàng ở đâu? Rõ ràng cái này, toàn thân Trương Huyền siết chặt. Một mực suy đoán, Lạc Nhược Hy có phải tên giả hay không? Hiện tại xem ra quả thực là vậy, thậm chí thân phận linh thần cũng có thể là giả, nhưng tên thật, đối phương đã nói qua. Chỉ là lấy hình thức tên giả xuất hiện. Linh Tê Đế Tôn là đại đế ở Tự Tại Thiên, tự nhiên ở Tự Tại Thiên. Phượng Hoàng nghi ngờ nhìn qua. Vị này thu ta làm thú sủng, ngay cả danh xưng của cửu đế cũng không biết sao. Tự Tại Thiên. Trương Huyền cứng đờ, sắc mặt trắng nhợt lẩm bẩm. Ta sớm nên nghĩ tới. Cửu đế, đã biết tên tám đế, chỉ có Tự Tại Thiên không biết, đối phương nói ra Linh Tê Đế Tôn, nên lập tức nghĩ tới. Náo loạn nửa ngày, Lạc Nhược Hy không ở Linh Nguyên Thiên, mà ở Tự Tại Thiên. Thấy bộ dáng của hắn, đột nhiên Phượng Hoàng nhớ tới một việc, nói. Vị kia ở Tự Tại Thiên, cùng Thiên Túng Đại Đế có một hồi sinh tử. Đấu, đêm trăng tròn tháng này sẽ bắt đầu. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm giam cầm ở trong tượng Phượng Hoàng, nhưng thần giới phát sinh sự tình, vẫn biết một chút. Đặc biệt là hai đại đế quân giao đấu. Sinh tử đấu, đêm trăng tròn, sau 5 ngày. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, thân thể run lên. Cái giao đấu này, vừa tới thần giới liền nghe người nói, lúc ấy cảm thấy khổng sư khẳng định sẽ chiến thắng, không thèm để ý, bây giờ mới biết, hắn muốn so với Lạc Nhược Hy. Hơn nữa còn là sinh tử đấu. Chẳng phải cho thấy, chỉ cần chiến đấu, tất nhiên sẽ có một người vẫn lạc. Vâng, tình huống bình thường, đế quân giao đấu là không thể nào dính dáng sinh tử, nhưng hai vị này lại làm ra loại quyết định kia, không chết không thôi, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, cho dù là ta cũng không rõ ràng.
Hư ảnh Phượng Hoàng giải thích. Ta muốn đi tự tại thiên ngăn cản bọn họ. Trương Huyền cắn chặt răng, thân thể cứng ngắc. Lạc Nhược Hy là người yêu duy nhất của hắn, tuy chưa từng gặp mặt Khổng Sư, lại tương đương với ân sư thụ nghiệp, đối với hắn có nhiều trợ giúp, không có đối phương, hắn không thể trưởng thành nhanh như. Vậy, đi đến thực lực hôm nay. Hai người này, đối với hắn mà nói, đều quá trọng yếu, một cái cũng không thể có chuyện. Ngăn cản, hai người bọn họ làm ra quyết định, ai có thể ngăn cản. Hư ảnh Phượng Hoàng quay đầu nhìn Tiểu Hoàng Kê cách đó không xa, lắc đầu. Ta ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ, huống chi hiện tại. Trương Huyền dừng lại. Tình huống bình thường, Lạc Nhược Hy là đế quân, mình ở U Hồn Thiên, Linh Lung Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng khẳng định biết, nhưng lại không xuất hiện. Chứng minh đối phương không muốn thấy mình. Vì sao không muốn gặp? Vô cùng có khả năng liên quan đến lần đại chiến này. Chỉ là, tại sao phải sinh tử đấu? Lạc Nhược Hy tới danh sư đại lục, mục đích là vì tìm kiếm Xuân Thu Đại Điển. Mà thứ này là Khổng Sư tiêu phí tâm huyết cả đời mới luyện chế ra, dung hợp toàn bộ tinh lực và thực lực của hắn. Lạc Nhược Hy tới danh sư đại lục, tuy chưa nói qua mục đích, nhưng hắn rõ ràng. Sau khi cầm tới đại điển, trực tiếp phá vỡ không gian rời đi, không cần nghĩ cũng rõ ràng, là vì thứ này mà tới. Trước đó một mực nghi hoặc, đường đường đế quân, tại sao lại để tâm bảo vật ở danh sư đại lục, hiện tại mới hiểu được, chỉ sợ là vì chuẩn bị. Cùng Khổng Sư quyết đấu. Vì sao nàng muốn giết Khổng Sư? Đầu óc Trương Huyền choáng váng, cảm thấy cả người sắp nổ tung. Đế quân cũng có tỉ thí, Khổng Sư từng liên tục khiêu chiến tám đế, nhưng điểm đến là dừng, tám đế khác đều sống rất tốt. Vì sao cùng tự tại thiên tỉ thí? Nhất định phải phân ra sinh tử. Coi như khuyên can không được, ta cũng phải đi hỏi rõ ràng, hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Huyền cắn chặt răng. Đế quân tỉ thí, thực lực của hắn bây giờ quả thực không nhúng tay vào được, nhưng vậy thì sao? Bất luận khó khăn như thế nào, hắn cũng muốn đi thử một lần, cho dù không thành công, cũng muốn hiểu rõ vì sao bọn họ muốn giao đấu, trong đó đến cùng dính dáng cái gì. Tại sao phải không chết không thôi? Hết chương 3864. Chương 3865. Chân tướng của dị linh tộc. Chủ nhân, bất luận muốn đi khuyên can hay ngăn cản, đều cần thực lực, không có thực lực đế quân, cái gì cũng không làm được, nắm giữ. Lực lượng vượt qua hai người, coi như để cho bọn họ đánh, khẳng định cũng không đánh nổi. Cho dù không vượt qua được, cũng phải có lực lượng đế quân, mới có quyền nói chuyện. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, bất tử đế quân nói. Đúng vậy, phải có thực lực mới được, thực lực không đủ, muốn gặp đối phương cũng không gặp được. Trương Huyền gật đầu. Không có thực lực, tất cả đều là uổng công. Tu luyện, vẫn quá chậm. Tới thần giới hơn một tháng, linh hồn mới đến thần vương đỉnh phong. Nếu như lúc này đạt đến đế quân, so với Khổng Sư cũng không yếu, có phải có thể ngăn cản chiến đấu này hay không? Nhưng quá khó khăn. Giờ phút này, ngay cả công pháp thần vương cảnh cũng không có lĩnh ngộ, làm sao có thể đột phá. Trương Huyền cảm thấy vô lực. Thực lực của chủ nhân, trong thời gian ngắn đột phá đến đế quân cũng không dễ dàng, nhưng tử tử muốn khôi phục, không có khó khăn như vậy. Bất tử đế quân cười cười. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn ở trong 5 ngày, đột phá đến đế quân cảnh, hầu như không có bất kỳ khả năng. Nhưng Hoàng Kê khôi phục thực lực, lần nữa biến thành bất tử đế. Quân, coi như kém Khổng Sư và Lạc Nhược Hy, nhưng mang theo bản thân đi tìm bọn họ lại không khó lắm. Hơn 40 năm trước, toàn bộ lực lượng của ta bị người đánh tan, Linh Nguyên Thành cũng bởi vậy rơi xuống, lúc này mới xuất hiện hố. Sâu dưới thành kia, nếu như có thể tìm ra thành thị bị đánh chìm, ta thu hồi lại toàn bộ lực lượng, lần nữa khôi phục trí nhớ, khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Sẽ không quá khó. Bất tử đế quân nói. Trương Huyền chấn động. Đúng vậy. Chỉ cần tìm được tòa thành kia, thu lực lượng thất lạc trở về, hẳn có thể. Làm cho Hoàng Kê triệt để khôi phục. Mà thành thị rơi xuống kia, đoán không sai, chính là hãm không thành ở Thượng Thương. Chỉ là Thượng Thương và thần giới cách nhau thế giới bình chướng, làm sao trở về? Làm sao mới có thể trở về? Người thân là đế quân.
Linh Tê Đế Tôn làm sao đi vào hạ giới, người hẳn phải biết một chút a. Trương Huyền nhìn không được hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, ý niệm của ta rất yếu, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chỉ biết là, trước đây không lâu, Linh Tê Đế Tôn tới nơi này, mượn đại đế ấn đại biểu thân phận linh thần của ta. Bất Tử Đế Tôn suy nghĩ một chút nói. Đại đế ấn. Trương Huyền cau mày. Mỗi một vị đế quân, trưởng khống một phương thiên địa, ban bố mệnh lệnh, muốn công chính, nhất định phải sử dụng đại đế ấn. Thứ này giống như ngọc tỷ ở nhân gian, đại biểu cho quyền uy vô thượng. Đại đế ấn thân phận linh thần, chính là đồ vật chí cao vô thượng của Linh Nguyên Thiên. Cầm đại đế ấn trong tay, chẳng khác nào đại biểu Linh Nguyên Thiên, đại biểu linh thần. Bất Tử Đế Quân nói. Cái này. Trong đầu Trương Huyền hiện lên một đạo linh quang. Có phải là nàng mượn đi đại đế ấn của ngươi, giả mạo linh thần, lúc này mới mượn thượng thương tế tự, đi vào hạ giới hay không? Đỗ Thanh Diên từng nói, trước kia linh thần đã từng mấy ngàn năm không có tin tức, đại khái hơn một tháng trước, đột nhiên liên hệ đối phương, để nàng tế tự, sau đó tiến vào. Chuyện này đơn độc nói ra, không tính là gì, nhưng cùng lời nói của Bất Tử Đế Quân kết hợp lại, thì có chút huyền diệu. Chẳng lẽ Lạc Nhược Hy mượn đại đế ấn, cầu thông Đỗ Thanh Diên ở thượng thương, thuận lợi đi vào hạ giới. Cũng chính là nguyên nhân này, mới bị hiểu lầm thành linh thần. Hơn nữa mình hỏi Lạc Nhược Hy, có phải linh thần hay không, nàng trả lời không phải. Trước đó vẫn cho rằng nàng nói dối, hiện tại xem ra không phải như vậy. Đối phương quả thực không phải linh thần, chỉ mượn đại đế ấn của linh thần, tiến hành truyền tống giới vực mà thôi. Trước đó từng suy đoán, dị linh tộc có thể là người Linh Nguyên Thiên hay không, rơi xuống hạ giới, bị linh khí ở hạ giới ô nhiễm, tu vi mới càng ngày càng thấp, trở nên thích giết chóc, hiện tại xem ra không sai được. Chủ thành của Linh Nguyên Thiên, hơn 40 năm trước gặp biến cố, rơi xuống thượng thương, tạo thành hãm không thành, một phần thần linh sống sót, thành người trục tinh cung, một phần khác đi vào vết nứt không gian, đến danh sư đại lục, biến thành dị linh tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, bất luận trục tinh cung hay dị linh tộc đều có tế đàn, đều có thể đột phá giới vực, tiến hành câu thông. Như vậy cũng có thể giải thích, vì sao tiểu hoàng kê, rõ ràng là đế. Quân chuyển thế, nhưng vì sao lại ở danh sư đại lục? Đoán chừng là khổng sư phát hiện ở dị linh tộc, phòng ấn hắn ở lân cận thánh tử điện, bị Lạc Thất Thất quan sát bản đồ tìm ra, nói cho Lạc Huyền Thanh. Thần giới hơn 40 năm trước. Thượng thương hơn 4.000 năm trước, mà danh sư đại lục thì hơn 4 vạn năm trước. Toàn bộ thời gian có thể đối ứng được. Đoán không sai, đại đế ấn này chính là mấu chốt để đột phá giới vực. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tới. Đại đế ấn của ngươi hiện tại ở nơi nào? Lạc Nhược Hy, Linh Tê Đế. Tôn dùng xong có trả lại ngươi hay không? Dùng không bao lâu liền trả, ngay ở chỗ này. Bất Tử Đế Tôn há miệng. Một lệnh bài xuất hiện. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, toàn bộ lực lượng của Linh Nguyên Thiên tựa hồ trong nháy mắt bị tác động. Nếu như nói thần vương phong hào trưởng khống một phương thiên địa, như vậy cái ấn này bao trùm toàn bộ Linh Nguyên Thiên. Không chỉ dưới đất, còn có không trung. Có thể cho ta mượn sử dụng hay không? Trương Huyền nhìn tới. Chủ nhân muốn dùng, tự nhiên có thể. Bất Tử Đế Quân cười cười, phượng trảo run lên. Lệnh bài lập tức phá không bay về phía Trương Huyền. Thân thể Trương Huyền chấn động. Lệnh bài này hoàn toàn khác biệt lệnh bài bình thường, hình tròn, phía trên điêu khắc vô số phù văn, nhìn kỹ lại, chính là phiên bản thu nhỏ của tế đàn dị linh tộc. Những phù văn này, trước đó xem không hiểu, bây giờ ở thần giới lâu, có thể rõ ràng nhìn ra, cái gọi là phù văn đặc thù, chính là bản đồ và tinh đồ của Linh Nguyên Thiên. Cả hai dung hợp lại. Tạo thành lệnh bài này. Nguyên lai, dị linh tộc tế tự thượng thương tế tự. Thần giới, thực ra đều là tế tự Linh Nguyên Thiên. Nếu không đến Linh Nguyên Thiên, chưa thấy qua cương vực của Linh Nguyên Thiên, chưa thấy qua tinh không đồ, cho dù lần nữa nhìn thấy, cũng khẳng định nghĩ mãi mà không rõ. Thử một chút, có thể câu thông thượng thương hay không? Thở ra một hơi, áp chế lại suy nghĩ lung tung, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Lực lượng trong cơ thể truyền vào đại đế ấn. Vù! Lệnh bài phát ra ánh sáng lập lòe, tựa như bị kích hoạt. Từng âm thanh tối nghĩa từ trong miệng nói ra,
chính là ngôn ngữ đặc thù trước đó Đỗ Thanh Diên sử dụng tế tự. Trước khi Trương Huyền tới thần giới, đã chuyên môn học qua. Là phượng ngữ của đế quân Bất Tử Thiên. Hỏa Vũ Thần Vương Phong Hào vẻ mặt nghiêm túc. Người khác nghe không hiểu ngôn ngữ này, nhưng hắn thân là Thần Vương Phong Hào, tồn tại đỉnh phong nhất trừ đế quân, vẫn biết một chút. Không phải cái khác, chính là phượng ngữ Bất Tử Thiên mà Bất Tử Đế quân am hiểu nhất, giống như thiên long bát âm của long tộc. Hết chương 3865. Chương 3866. Lại vào hố sâu. Lệnh bài vang lên chỉ chốc lát, ánh sáng ảm đạm xuống. Trương Huyền cau mày. Loại phương pháp tế tự này, dựa theo suy đoán, hẳn có thể câu thông đám người Đỗ Thanh Diên, nhưng chẳng biết tại sao, thủy chung không liên lạc được, thậm chí một chút cảm ứng cũng không có. Nếu như vậy, Lạc Nhược Hy làm sao liên hệ bọn hắn? Ở đây cách giới vực thần giới, rất khó thành công, đi nơi không gian vặn vẹo kia có thể tăng xác suất thành công rất nhiều. Tiểu Hoàng Kê đột nhiên mở miệng. Chuyện thượng thương, nó biết rất nhiều, rõ ràng mục đích của Trương Huyền. Không gian vặn vẹo. Trương Huyền sững sờ. Đúng vậy. Trước đó suy đoán đều là thật, hố sâu dưới Linh Nguyên Hoàng Thành, có thể liên thông thượng thương. Có lẽ còn có bình chướng giới vực, nhưng so sánh với nơi này, nhất định sẽ mỏng hơn nhiều lắm. Có lẽ Lạc Nhược Hy chính là bởi vì như vậy, mới thuận lợi đi vào thượng thương, hơn nữa trở lại danh sư đại lục. Đi qua nhìn một chút. Trương Huyền nói. Tiểu Hoàng Kê gật đầu, phun ra bức tượng trước đó nuốt lấy. Ý niệm của Bất Tử Đế Quân lần nữa tiến vào tượng. Một phen chơi đùa, đã hết sức yếu ớt. Xem ra đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Ý niệm đế quân nhận chủ, lại thêm Tiểu Hoàng Kê trùng sinh cũng nhận chủ, đám người Hỏa Vũ không dám nói nhiều, đành phải cung tiễn Trương Huyền rời khỏi. Một đường phi hành, đang muốn đi vào hố sâu dưới Linh Nguyên Hoàng Thành, chỉ thấy Lạc Thất Thất theo sau. Mang ta đi với. Trong mắt nữ hài mang theo khát vọng. Trương Huyền gật đầu. Nếu quả thật có thể đi vào thượng thương, liền có thể trở lại danh sư. Đại lục, để nàng trở về nhìn Lạc Huyền Thanh và người nhà một chút, cũng coi như đáp ứng sự tình hứa hẹn đối phương, không có tư lợi bội ước. Hai người một gà, dọc theo hố sâu cấp tốc xuống dưới, đi hơn nửa canh giờ, không gian vặn vẹo xuất hiện lần nữa ở phía trước. Ta đi xuống trước. Có một lần kinh nghiệm, Tiểu Hoàng Kê tung người nhảy dựng, tiến vào bên trong. Ta cũng thử một chút. Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sát phía sau. Còn không có đi vào không gian vặn vẹo, không gian bốn phía Lạc Thất Thất cũng bắt đầu vặn vẹo, cùng phía trước hoàn mỹ dung hợp, cả hai vừa tiếp xúc, nhẹ nhõm tiến vào, không bị tổn thương chút nào. Nàng thân là khí linh của Tĩnh Không Châu, vốn càng thêm mẫn cảm đối với lực lượng không gian, lại thêm tu vi đạt đến thần vương đỉnh phong, làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Chỉ còn lại có ta. Thấy Hoàng Kê và Thất Thất đều nhẹ nhõm đi vào, Trương Huyền hít sâu một hơi. Lần trước cùng Phượng Cửu Ca tới, linh hồn chỉ là thiên thần thượng phẩm, hiện tại đã đến thần vương đỉnh phong, lại thêm cầm đại đế ấn của Linh Nguyên Thiên ở trong tay. Sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hồn lực mạnh mẽ tạo thành một kết giới to lớn ở bốn phía thân thể, lúc này mới cầm đại đế ấn nhảy vào. Vù! Thân thể vừa tiếp xúc không gian vặn vẹo, cả người giống như biến thành mì sợi, phát sinh vặn vẹo. Rõ ràng đứng thẳng. Lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy gót chân, tựa như đi vào gương biến dạng, thân thể không do mình trưởng khống. Không gian vặn vẹo, trên thực tế không khác không gian bình thường quá nhiều, không nên tin ánh mắt của mình. Lạc Thất Thất đi tới trước mặt. Không tin con mắt. Trương Huyền cau mày. Ánh mắt ngươi nhìn thấy, là lấy không gian bình thường phán đoán, không gian nơi này vặn vẹo, thì lấy phương thức vặn vẹo tới quan sát thế. Giới. Lạc Thất Thất tỉ mỉ nói một lần. Thân là Tĩnh Không Châu, hiểu không gian rất sâu, mới tiến vào bên trong không lâu, đã phát hiện huyền bí trong đó. Căn cứ phương pháp nàng nói, một lát sau, Trương Huyền quả nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Không gian trong này chấn động không giống, có chấn động lớn, có chấn động nhỏ, thần vương phong hào tiến vào cũng không thể tiến lên quá sâu. Thấy hắn thích ứng, Lạc Thất Thất chỉ về phía trước. Theo tay nàng chỉ, Trương Huyền quả nhiên thấy thế giới trước mắt vặn vẹo lần nữa, rất không theo quy tắc.
Hơn nữa những không gian này không ngừng di động, bộ dạng vừa rồi nhìn thấy, cùng mấy hơi thở sau nhìn thấy, là hoàn toàn khác biệt. Loại không gian biến hóa này, thần vương phong hào tới, cũng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không phải nói thần vương phong hào không đủ mạnh, mà là không gian pháp tắc nơi này hoàn toàn khác biệt thần giới, lực lượng phong hào đã không thể sử dụng, cho dù mạnh hơn, cũng chỉ có thể sử dụng thực lực của thần vương mà thôi, không thể bằng Trương Huyền, Lạc Thất Thất được. Hai người một gà đi về phía trước một canh giờ, cuối cùng ngừng lại. Vì thích ứng không gian vặn vẹo, một canh giờ tiến lên, vậy mà không cao hơn 500 mét. Không gian trước mắt vặn vẹo không biết bao sâu, mấy chục vạn cây số, mấy trăm vạn cây số cũng có, một canh giờ không đến 500 mét, đi tới cuối cùng cần bao lâu? Chỉ sợ Lạc Nhược Hy và Khổng Sư đã tỉ thí xong, vẫn ở bên trong quanh quẩn chung một chỗ. Làm sao bây giờ? Lông mày Trương Huyền nhăn lại. Chậm rãi đi lại, tươi sống mệt chết cũng không đến được thượng thương. Trong quá trình đi, mượn đại đế ấn thử, vẫn không cách nào liên hệ. Thượng thương. Nói cách khác, khoảng cách vẫn quá xa. Ta tới đi, các ngươi theo sát ở đằng sau ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Vẻ mặt Lạc Thất Thất ngưng lại, thở ra một hơi. Ngươi. Trương Huyền cau mày, đang muốn hỏi thăm, nàng định làm thế nào, chỉ thấy thân thể nữ hài vụt qua, biến thành một viên tĩnh không châu. Tĩnh không châu vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng lập tức thả ra ngoài, không gian vốn vặn vẹo, nhất thời giống như bị nhựa cao su dính lại, không thể động đậy. Đi mau! Bên tai vang lên âm thanh của nữ hài. Trương Huyền và Tiểu Hoàng Kê theo sát phía sau, cấp tốc bay về phía trước. Có tĩnh không châu vững chắc không gian, một người một gà tốc độ. Cực nhanh, sau hai canh giờ, đã bay không biết bao nhiêu vạn cây số, một bình chướng màu xám cho xuất hiện ở phía trước. Trên bình chướng, từng vòng khí lưu màu xám không ngừng chảy xuôi, chèn ép người không thể hô hấp. Hô! Tĩnh không châu lần nữa biến trở về hình dáng của Lạc Thất Thất, vẻ. Mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi một đường phi hành, để nàng hao tổn cực lớn. Lấy ra một viên thần nguyên đan tuyệt phẩm đưa tới, chỉ điểm tu luyện, khôi phục nửa canh giờ, lúc này vẻ mặt mới khôi phục hồng nhuận. Tĩnh không châu vốn có năng lực duy trì không gian ổn định, một đường bay tới, chỉ là tiêu hao quá lớn, mà không tổn thương đến căn cơ. Những khí lưu này có chút cổ quái. Lạc Thất Thất khôi phục lại, nhìn về phía khí thể màu xám trước mắt. Là có chút cổ quái. Trương Huyền gật đầu. Những khí lưu này, hoàn toàn tương tự trước đó Phượng Cửu Ca hấp thu vào trong cơ thể, trước đó vốn cho rằng rất ít, không nghĩ tới ở đây tạo thành một bình chướng to lớn, để cho người ta khó mà tiến lên. Lạc Thất Thất đi tới trước mặt, đưa ngón tay tới. Đừng! Thấy động tác của nàng, Trương Huyền biến sắc, lời còn chưa dứt, chỉ. Thấy vẻ mặt nữ hài trở nên trắng bệch. Khí thể màu xám giống như có thể thôn phệ lực lượng trong cơ thể nàng, chỉ nháy mắt, liền để tu vi của nàng từ thần vương đỉnh phong, cấp tốc rơi xuống, ngắn ngủi mấy hơi, đã biến thành thần vương sơ kỳ, vẫn không có ngừng, lực lượng còn không ngừng giảm bớt. Hết chương 3866. Chương 3867. Xung kích thần vương thượng. Đừng dùng chân khí chống cự những khí thể màu xám này. Có kinh nghiệm của Phượng Cửu Ca, biết những này khí thể màu xám thôn phệ chân khí trong cơ thể, Trương Huyền nhíu mày, đi tới trước mặt, ngón tay liên tục điểm ra. Loại khí lưu này, chân khí thiên đạo cũng ngăn cản không nổi, huống chi nàng tu luyện chỉ là chân khí bình thường, chống cự càng hung ác, tiêu hao sẽ càng nhanh. Chân khí thiên nhược hữu tình từ ngón tay chảy xuôi, dọc theo kinh mạch đi vào trong cơ thể Lạc Thất Thất, khí thể màu xám trước đó thôn phệ chân khí, rất nhanh bị phong ấn lại. Nuốt một chút dược vật bổ sung thể lực, Trương Huyền vận chuyển thiên đạo công pháp, tạo thành chân khí thiên đạo, rót vào trong cơ. Thể nữ hài. Từng đạo thanh quang lóe lên, khí thể màu xám bị hao mòn sạch sẽ. Không còn khí lưu thôn phệ, Lạc Thất Thất khôi phục thực lực, có điều, vẻ mặt vẫn trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng sống sót sau tai nạn. Nếu như không có Trương Huyền phản ứng nhanh, những khí thể màu xám này không chỉ thôn phệ sạch sẽ tu vi của nàng, thậm chí linh hồn cũng bị ăn mòn. Làm không cẩn thận sẽ giống như thần linh của Linh Nguyên Thành, cuối cùng biến thành dị linh tộc. Lúc trước Phượng Cửu Ca cách không gian vặn vẹo rất xa,
cũng 2 năm không thể xoay người, bị đuổi ra khỏi gia tộc, giờ phút này khí thể màu xám hình thành bình chướng, nồng độ so với hắn hấp thu vào trong cơ. Thể cao hơn gấp 100 lần nghìn lần, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Ở đây đừng tu luyện, đừng hấp thu bất kỳ khí tức gì, một khi những khí thể màu xám này đi vào trong cơ thể, phiền phức không gì sánh được. Trương Huyền bàn giao, Lạc Thất Thất và Hoàng Kê đồng thời gật đầu. Trải qua chuyện vừa rồi, đã rõ ràng thứ này đáng sợ. Cho dù Hoàng Kê có năng lực dục hỏa trùng sinh, gặp phải cũng không cách nào giải quyết. Chân khí thiên nhược hữu tình không sợ những khí lưu này, có thể ngăn cản hay không? Chỉ cần dưới thiên đạo của thần giới, tu luyện ra được lực lượng đều không ngăn cản nổi, chân khí thiên nhược hữu tình của mình vượt qua thiên đạo, cũng tiếp xúc qua, nước giếng không phạm nước sông, muốn xuyên qua phiến khu vực này, rất rõ ràng, chân khí của mình là phương pháp duy nhất. Chân khí thiên nhược hữu tình bao phủ cánh tay, nhẹ nhàng thăm dò vào trong đó. Dòng khí màu xám bị tách ra thành khe hở, cánh tay lông tóc không tổn thương. Quả nhiên có thể. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, xoay đầu lại. Các ngươi cách ta gần một chút. Nói xong chân khí trong cơ thể thả ra, ở xung quanh thân thể tạo thành một lồng khí. Lạc Thất Thất và Tiểu Hoàng Kê đi vào trong lồng khí. Trương Huyền nhấc chân đi vào. Xì 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 xì. Sương mù màu xám không ngừng đánh tới, phát ra âm thanh ăn mòn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá lực lượng của lồng khí. Đi về phía trước mấy bước, phát hiện Lạc Thất Thất và Tiểu Hoàng Kê đều không có bị thương, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tiến lên, có điều không đến một phút, hắn ngừng lại, bắt đầu lui về phía sau. Sao vậy? Lạc Thất Thất nhíu mày. Rời khỏi phạm vi khí thể màu xám, Trương Huyền bỏ đi lồng khí, miệng lớn thở hổn hển. Ngắn ngủi 2-3 phút, chân khí thiên nhược hữu tình trong cơ thể đã tiêu hao không còn một mảnh. Tuy khí thể màu xám không cách nào ma diệt chân khí thiên nhược hữu tình, nhưng loại khí lưu này thực quá nhiều, kịch liệt chèn ép, đối với chân khí cũng có tiêu hao cực lớn. Lại thêm chân khí thiên nhược hữu tình của hắn số lượng một mực không được khôi phục, muốn xuyên qua phiến khu vực này, chiếu theo tình huống trước mắt, chỉ sợ không thể nào làm được. Kế trước mắt, cần lấp đầy đan điền trước, nếu có thể đột phá đến thần vương cảnh thì tốt nhất. Trương Huyền ngồi tại nguyên chỗ. Hao phí nửa canh giờ, cuối cùng khôi phục lại, xoa xoa mi tâm. Đan điền của hắn vốn bị chân khí thiên đạo tràn đầy, hiện tại toàn bộ. Hóa thành thanh quang biến mất, trống rỗng, nhất định phải nhanh dùng lực lượng lấp đầy. Chỉ có chân khí đủ, mới có thể thông qua khu vực trước mắt. Nếu không, một khi đi tới nửa đường, chân khí tiêu hao hầu như không còn, thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ý tưởng dễ dàng. Chỉ là hắn chỉ có 3 viên thần nguyên đan tuyệt phẩm, vừa rồi 1 viên cuối cùng cũng đã cho Lạc Thất Thất, còn muốn bổ khuyết đan điền, thật không đủ linh khí, cũng không dễ dàng như. Vậy, thực sự không được, vậy thì ăn đan vương a. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, siết chặt nắm đấm. Trong tay ẩn chứa linh khí cường đại nhất, không gì bằng viên đan vương kia, ngay cả thần vương phong hào cũng động lòng không ngớt, một khi dùng, chỉ sợ không chỉ có thể triệt để lấp đầy đan điền. Thậm chí còn có khả năng mượn cơ hội xung kích thần vương cảnh. Chỉ là còn không có lĩnh ngộ công pháp thần vương cảnh. Viên thuốc này, là chỗ dựa lớn nhất đột phá cảnh giới kia, nếu như không đột phá nổi, vô cùng có khả năng tạo thành lãng phí. Công pháp thiên nhược hữu tình, tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò. Đều đã lĩnh ngộ, đoán không sai, cảnh giới tiếp theo hẳn là tình cha mẹ. Không có vội động. Trương Huyền ngồi dưới đất suy tư. Kiếp trước hắn là cô nhi, không có ràng buộc, kiếp này cùng cha mẹ thời gian chung đụng cũng không nhiều, cho nên mạch suy nghĩ của công pháp thần vương cảnh đã sớm cân nhắc ra, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối. Bởi vì không thể nào hiểu được, pháp quyết một mực không có cân nhắc ra. Giờ phút này, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể thử một chút. Thời gian cùng hưng, mộng kiếm thánh ở chung xuất hiện. Vì tìm mình, cha mẹ tiêu phí vô số đánh đổi, vì hắn, cái gì cũng có thể làm, thậm chí sinh mệnh cũng có thể không quan tâm. Tình nghĩa sâu, có thể so với nhật nguyệt. Nhưng rõ ràng nhìn ra những cái này, vẫn không cảm giác được tình cha mẹ. Ngồi tại nguyên chỗ suy tư mấy canh giờ, cũng không có bất kỳ mặt mày,
Trương Huyền đành phải ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Ngươi nói, tình cha mẹ, là cảm giác gì? Thấy hắn đột nhiên hỏi thăm cái này, Lạc Thất Thất cũng sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ có sinh hài tử, mới có thể trải nghiệm a. Không dưỡng, không biết ân cha mẹ. Hai người đều mới chừng 20 tuổi, không có sinh con dưỡng cái, không có đưa vào loại cảm tình này, làm sao có thể hiểu cha mẹ vĩ đại. Thấy đối phương hiểu lầm, Trương Huyền thoáng có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, chỉ thấy tiểu hoàng kê duỗi lưng, đầu gà chôn ở trong cánh. Muốn có hài tử còn không đơn giản, dù sao nơi này không có người ngoài, các ngươi một nam một nữ, tất cả công năng cũng rất bình thường, tạo một cái là được, yên tâm, ta không nhìn, ta che mắt. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Sớm biết ra hỏa này không đáng tin cậy, đã biết mình là bất tử đế. Quân, lại còn như vậy. Quay đầu nhìn về phía Lạc Thất Thất, chỉ thấy nàng xấu hổ sắp chảy nước. Lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này, Trương Huyền nói. Hiện tại ta muốn đột phá thần vương, mới có thể mang các ngươi xuyên qua khu vực khí thể màu xám, không có thời gian nói đùa. Không có hài tử, đương nhiên không thể lĩnh ngộ tình cha mẹ, dù sao tình chàng ý thiếp, tạo ra là được, có hài tử, tự nhiên có thể hiểu được loại cảm tình này, hơn nữa sâu tận xương tủy. Tiểu hoàng kê hùng hồn. Bị ngôn luận vô sỉ của tên này chọc tức, Trương Huyền vung tay. Nói chuyện nghiêm chỉnh. Coi như thật tạo, cũng cần 10 tháng mang thai, cần mấy năm nuôi dưỡng, mới có thể rõ ràng trải nghiệm. Nhưng mình căn bản đợi không được thời gian dài như vậy. Hết chương 3867. Chương 3868. Xung kích thần vương, hạ. Ta nói là nghiêm chỉnh. Ngươi có phải lo lắng thời gian không kịp hay không? Không muốn làm thật, có thể hoàng lương nhất mộng. Chỉ cần sắp đặt hoàn cảnh thích hợp, đừng nói sinh con, coi như hài tử. Trưởng thành, cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá lâu. Tiểu hoàng kê nói, đế quân có thể vận chuyển thời không kính, tự nhiên cũng có trận pháp đặc thù tạo ra hoàng lương nhất mộng. Loại trận pháp này, có thể để người ta cấp tốc đi vào mộng cảnh, mà ở. Trong giấc mộng, tốc độ thời gian cực nhanh, sống hết một đời, ngoại giới còn chưa qua mấy hơi. Trương Huyền suy nghĩ, nếu như vậy, ngược lại có thể, dù sao đều ở trong mơ, không tính là gì, chỉ là hắn mới 20 tuổi, thật muốn làm như vậy, tương đương với trước thời hạn qua hết cả đời, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không còn tâm tính và nhiệt huyết. Huống chi bất luận là mộng cảnh hay thực tế, một khi sinh con, nhất định có vợ, bất kể có phải là thật hay không. Đối với Lạc Nhược Hy đều không công bằng. Còn có những biện pháp khác sao? Trương Huyền lắc đầu hỏi. Ngươi không có hài tử, lại có không ít học sinh, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Tình cảm cha mẹ, so với cái này còn mãnh liệt hơn, chỉ cần ngươi có thể hiểu được, liền không cần nhất mộng hoàng lương. Cũng không cần tạo ra con người. Tiểu hoàng kê nói. Vị chủ nhân này của mình thật đúng là đầu gỗ. Cô gái trước mắt đẹp như thế, lại mối tình thắm thiết, cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chặt. Đáng đời độc thân. Chờ một chút, dường như ta cũng là gà độc thân. Chí ít vị trước mắt này còn có người ưa thích, nhưng nó đừng nói gà mái, vịt mái cũng không có. Tiểu hoàng kê lập tức u oán. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Trương Huyền rơi vào suy nghĩ. Hắn không có hài tử. Không cách nào rõ ràng trải nghiệm yêu thương và tình cảm của cha mẹ, nhưng đối với rất nhiều học sinh, hắn không có tâm bất công chút nào. Chỉ cần là đồ vật của mình, cho dù rất tốt, cũng nguyện ý cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ có thể trải qua càng tốt hơn, tiêu phí lại lớn, cũng không thối lui chút nào. Cha mẹ trả giá, còn nhiều hơn cái này. Nghĩ đến đây, nụ cười của Hưng Mộng Kiếm Thánh xuất hiện ở trong óc. Biết rõ nguy hiểm. Vẫn việc nghĩa chẳng từ cùng đi thần giới, biết rõ sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu nguy hiểm, vẫn ra sức canh giữ ở trước mặt, chưa từng lui về phía sau. Đây là cha mẹ. Không cầu báo lại, chỉ có trả giá. Chỉ trong tay mẹ hiền, áo trên người đi xa. Một ý niệm tràn vào trong đầu, chân khí trong cơ thể Trương Huyền kèm theo ngôn ngữ, bắt đầu lưu chuyển, từng đạo kiếm khí dọc theo thân thể, không ngừng khuấy động. Không gian vặn vẹo giống như bị xé ra, xuất hiện vô số khe hở. Kiếm khí và công pháp đồng thời lĩnh ngộ. Con mắt tiểu hoàng kê trợn tròn.
đi theo sau lưng chủ nhân, biết vị chủ nhân này bình thường đều là trước lĩnh ngộ công pháp, sau đó lại tìm hiểu kiếm thuật, giờ phút này vậy mà đồng thời lĩnh ngộ kiếm thuật và công pháp. Thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Kiếm khí tung hoành, mang theo không cam lòng và không bỏ. Trương Huyền kiếp trước, cha mẹ chết sớm, muốn tận hiếu cũng không làm được, kiếp này một mực cố gắng, nhưng thời gian cùng cha mẹ chung đụng rất ít. Muốn nói, đối với cha mẹ có tình cảm sâu bao nhiêu, hắn trải nghiệm không đến, nhưng có thể tưởng tượng ra đối phương lo lắng. Giống như mình đối với học sinh. 11 học sinh, phân tán ở Cửu Thiên, nói không lo lắng đó là giả, dùng loại tâm cảnh này đi thể hội cha mẹ, tự nhiên rõ ràng, bọn họ có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu dầu dĩ. Vì tương lai của hài tử, biết rõ không thể ngăn cản, nguy cơ nặng nề, trong lòng lại có bao nhiêu không nỡ, hận không thể bản thân thay thế. Đây là cha mẹ, đây là tình cha mẹ. Hô! Đan Vương bất ngờ xuất hiện trên không trung, há miệng nuốt xuống. Dược lực hùng hậu khuấy động lên, vô số linh khí hội tụ, chuyển hóa thành từng đạo chân khí thiên nhược hữu tình, lấp đầy đại dương minh mông. Viên đan dược này, tập hợp dược lực tinh thuần nhất của mấy cây thần vương thảo, hùng hậu hơn cả một vị thần vương chân chính tích lũy, đi vào trong cơ thể, đại dương trước đó bởi vì chân khí thiên đạo tiêu hao hầu như không còn, lần nữa thủy triều lên xuống, sóng gió khuấy động, thanh thế kinh người. Răng rác, kèm theo đại dương tràn đầy. Bình chướng thần vương cũng tiếp nhận không được, trực tiếp mở ra. Khí tức trên người Trương Huyền giống như cự long, bỗng nhiên nhảy đến trên không, phát sinh thuế biến. Không biết qua bao lâu, lực lượng chấn động ngừng lại. Trương Huyền thở ra một hơi, đứng dậy. Tuy đột phá thần vương cảnh, lại chỉ là sơ kỳ, không phải đan vương quá yếu, mà là trước đó hao tổn thực sự quá lớn, hơn nữa chân khí thiên nhược hữu tình yêu cầu linh khí cực cao, muốn đi đến đỉnh phong. Đan dược loại cảnh giới này, chỉ sợ cần ít nhất mấy viên mới có thể hoàn thành. Một viên có thể trợ giúp lấp đầy đại dương minh mông, hơn nữa thành công xung kích thần vương, dược lực tự nhiên rất hùng hồn. Còn lại ba viên thần vương phá trứng đan, đối với ta hiệu quả. Cũng không tính rất lớn, ngược lại có thể để cho đám người cha mẹ, Tôn Cường đột phá, trước hết không cần. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Trong chữ vật giới chỉ còn thừa lại ba viên thần vương phá trướng đan, giờ phút này nuốt xuống, sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng không quá lớn, thậm chí ngay cả thần vương trung kỳ cũng chưa chắc có thể đột phá, nhưng để lại cho đám người cha mẹ, Tôn Cường thì không giống. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm để bọn hắn đột phá thiên thần thượng phẩm, thành tựu thần vương. Cúi đầu nhìn lại trong cơ thể. Sau khi đột phá thần vương, chân khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Phạm vi đại dương trở nên càng lớn, số lượng chân khí dự trữ. Trước đó tới so sánh, quả thực chính là nhỏ nhặt. Đi thôi. Tu vi đột phá, không cần tiếp tục lo lắng khí thể màu xám trước mắt. Trương Huyền khẽ mỉm cười, thần vương kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm pháp vận chuyển, tạo thành một bình chướng ở xung quanh thân thể. Thiên nhược hữu tình, kiếm pháp thần vương cảnh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn dưỡng mà thân không đợi. Trong kiếm khí tràn đầy tiếc nuối. Tu vi cao hơn lại như thế nào? Kiếm nhiều hơn nữa lại thế nào? Một khi cha mẹ rời đi, còn muốn hầu hạ, đã chậm. Nhân sinh mãi mãi là như thế, thời điểm muốn làm, đã không kịp. Có, lại không biết trân quý. Hô! Tiểu Hoàng Kê và Lạc Thất Thất đi vào bình chướng kiếm khí, thân thể. Trương Huyền khẽ động. Thẳng tắp bay vào sương mù màu xám. Khí lưu nhao nhao nổ tung, giống như bị kiếm ý đâm rách. Liên tục phi hành nửa canh giờ, sương mù biến mất, đám người Trương Huyền ngừng lại. Trước mắt đã không còn đường, giống như không gian giới vực bị phong bế. Thử xem nơi này có thể liên hệ thượng thương hay không. Trương Huyền cũng không sốt ruột, lần nữa lấy ra đại đế ấn, tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm truyền qua. Phù văn lóe lên, lực lượng lưu chuyển. Có thể. Con mắt Trương Huyền sáng lên, khẽ mỉm cười. Nơi này dĩ nhiên có thể câu thông thượng thương, thậm chí cảm ứng được tin tức Đỗ Thanh Diên truyền tới. Bảo Đỗ Thanh Diên tế tự. Biết những chuyện này, Trương Huyền không nói nhiều, truyền tới chỉ. Lệnh. Thượng thương, ta trở về.
Hết chương 3868. Chương 3869. Trở lại Thượng Thương. Thời gian không dài, trên đại đế ấn xuất hiện một lực hút đặc thù, tựa như chỉ đường, tiến hành triệu hoán. Giữa thần giới và Thượng Thương tồn tại không gian loạn lưu, nguyên lai Thượng Thương tế tự, cũng không phải truyền tống, mà là xác định tọa độ, để cho người ta không mất phương hướng. Trương Huyền giật mình, còn tưởng đối phương tế tự, nhóm người mình có thể mượn lực lượng đặc thù, trực tiếp truyền tống đến Thượng Thương, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Truyền tống vượt giới vực, cho dù là đại đế ấn của Linh Nguyên Thiên cũng không làm được. Có tọa độ cũng được, chí ít sẽ không rơi vào loạn lưu, mãi mãi ra không được. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, kiếm ý gào thét, đâm ra một lỗ thủng ở trên bình chướng giới vực, đồng thời bao phủ hai người một gà, nhẹ. Nhàng chui vào. Không gian hỗn loạn không ngừng chảy xuôi tới, đánh lên lồng ánh sáng, khuấy động ra ánh sáng. Trương Huyền cảm thấy chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, muốn tăng tốc bay lượn về phía tọa độ, lại phát hiện hầu như đi không được. Không gian loạn lưu giống như nước xoáy, có vô số phương hướng lực lượng, hiện ra trạng thái hỗn loạn, một đường tiến lên, cho dù là đế. Quân cũng khó mà hoàn thành, huống chi chỉ là thần vương. Nếu như không phải nắm giữ chân khí vượt qua thiên đạo, đừng nói đi tới, chỉ sợ vừa tiến vào trong, sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ, hồn phách khó mà còn lại. Nơi này ta đi qua, ngươi nói phương hướng, ta mang các ngươi đi qua. Lạc Thất Thất nói. Tốt, biết năng lực của vị trước mắt này, Trương Huyền cũng không từ chối, nói rõ chi tiết một lần. Nữ hài tiến về phía trước một bước, thân thể mềm mại vụt qua, biến thành Tĩnh Không Châu. Hô, phá vỡ không gian xông ra ngoài. Tĩnh Không Châu đến cùng là bảo vật cấp bậc gì? Theo sát ở sau lưng, nhìn thấy không gian loạn lưu bị ổn định lại, phá vỡ. Thành một thông đạo vững chắc, Trương Huyền không nhịn được tò mò. Bất luận thần giới, hay không gian loạn lưu, chỉ cần dính dáng tới không gian, hạt châu trước mắt này đều có thể nhẹ nhõm chân áp, để nó vững chắc, phần năng lực này, đế quân bình thường cũng chưa chắc có thể làm được. Thật không biết bản thể của Lạc Thất Thất, đến cùng có lai lịch như thế. Nào, khó trách có thể đi vào thần giới, ngắn ngủi một tháng liền đến thần vương đỉnh phong, không có chút bình chướng tu luyện nào. Xem ra lần này mang nàng theo, xem như mang đúng. Nếu không, cho dù giờ phút này đạt đến thần vương, kiếm pháp phong bất chỉ có thể. Chống cự không gian loạn lưu và dòng khí màu xám, muốn đi vào Thượng Thương cũng không làm được. Trong không gian loạn lưu, không phân rõ thời gian, không biết bay bao lâu, Tĩnh Không Châu ngừng lại, lần nữa biến thành hình dáng nữ hài. Đến rồi. Trương Huyền cảm ứng thoáng cái, quả nhiên phát hiện tế đàn chỉ tọa độ. Thượng Thương đang ở trước mắt. Đi vào đi. Trương Huyền gật đầu, đang muốn xông vào, lại phát hiện toàn bộ thế. Giới trước mắt đang không ngừng lay động, tựa như sắp vỡ vụn. Không gian Thượng Thương quá mức yếu ớt, thật giống như mặt băng đầu mùa đông, hài đồng đi lên, sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng người lớn đứng lên sẽ không chịu nổi. Chúng ta đều là thần vương, vượt xa thiên đạo trước mắt, cứng rắn vào mà nói, sợ là sẽ làm thiên đạo sụp đổ, cuối cùng dẫn đến sinh linh đổ thán. Lạc Thất Thất nói, xem ra chỉ có thể đè thấp tu vi. Trương Huyền gật đầu, lúc trước đến thần linh, cũng cảm giác thiên đạo của Thượng Thương bài xích hắn, hiện tại đến thần vương, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó mấy vạn, mấy chục vạn lần, tự nhiên càng không được tiếp nhận. Cưỡng ép đi vào, quả thực sẽ để cho thiên đạo sụp đổ. Trương Huyền hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân co rút lại ở trong đan điền. Răng rác, răng rác. Tu vi mắt thường có thể thấy được hạ thấp. Thời gian nháy mắt là đến ngụy thần. Không chỉ chân khí, ngay cả lực lượng thân thể linh hồn cũng đều bị áp chế. Giờ phút này, bất luận từ điểm nào, đều giống như ngụy thần phổ. Thông, đế quân cũng không phát hiện ra dị thường. Thấy hắn áp chế tu vi, động tác của Lạc Thất Thất cũng rất nhanh, lợi dụng lực lượng không gian triệt để phong ấn tu vi của mình lại, đồng dạng biến thành ngụy thần. Còn tiểu hoàng kê, dầu dĩ một hồi mới nhìn qua. Vẫn là cho ta hồ lô đi. Trước đó nó bị phong ấn ở trong hồ lô, sau khi phá vỡ hồ lô, một mực bị. Trương Huyền thu. Tốt. Đưa hồ lô cho đối phương, hoàng kê nhẹ nhàng vụt qua, tiến vào bên trong, lần nữa biến thành hồ lô,
tu vi bị áp chế lại, không còn cách nào nhìn ra. Chuẩn bị ổn thỏa, Trương Huyền không nói thêm lời, hai người một hồ. Lộ Sải bước đi vào tọa độ trước mắt. Tê lạp, áp lực không gian đánh tới, sau đó vô số thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống. Xem ra mặc dù bọn hắn giảm thấp tu vi xuống, nhưng thiên đạo của Thượng Thương vẫn phát giác được có người ngoài đi vào, tiến hành công kích. Hai người một gà ở dưới công kích liên tục, tất cả đều bị thương không nhẹ mới vượt qua lôi đình. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn xuất hiện ở trên một hải vực to lớn, Đỗ Thanh Diên và một thần, tất cả đều vẻ mặt trắng bệch lơ lửng trên biển, cách đó không xa là một tế đàn tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn chung quanh thoáng cái, chính là vô nhân hải lúc trước Lạc Nhược Hy giáng lâm. Bị thương mà sinh ra thần huyết, nhỏ xuống đại dương, tạo thành vô số thần huyết thạch, có thì bị tiên thú gan lớn nuốt vào, may mắn đột phá ngụy thần. Thấy cảnh này, Trương Huyền rốt cuộc minh bạch, vì sao cường giả đế quân cảnh như Lạc Nhược Hy, đi vào Thượng Thương cũng sẽ bị thương. Muốn không đánh nát thiên đạo nơi này, cũng chỉ có thể đè thấp tu vi, mà hạ thấp tu vi thì rất khó chống cự hạo kiếp. Bái kiến thiếu gia, bái kiến Trương Sư, Đỗ Thanh Diên và một thần đi tới trước mặt. Nhận được tin tức là linh thần giáng thế, không nghĩ tới xuất hiện là vị. Này, lúc nào hắn thành linh thần? Đi thôi. Chẳng muốn giải thích và nói nhiều, mang theo mấy người, dẫn đầu phá không rời đi, thời gian nháy mắt đã trở lại Trục Tinh Cung. Tuy tu vi chỉ là ngụy thần, nhưng tầm mắt vẫn còn, nhẹ nhõm có thể làm được xé rách không gian, tiến hành xuyên qua. Phát triển rất nhanh, lơ lửng ở trên Trục Tinh Cung. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, nhìn thấy đâu đâu cũng có tu luyện giả, người người như hổ, thỏa mãn gật đầu. 10 năm qua, Thượng Thương đột phá ngụy thần đã vượt qua 30 người, tiên quân cảnh cũng vượt qua 200, còn cấp bậc khác thì nhiều vô số kể. Đỗ Thanh Diên nói, tuy thần giới chỉ qua hơn một tháng, nhưng Thượng Thương lại qua trọn 10 năm. Dưới tình huống bình thường, 10 năm không tính là gì, nhưng Trương Huyền đánh bại Khổng Sư. Vô số tài nguyên của Thông Thần Điện bị chỉnh hợp lần nữa, thần điện cũng mất thần linh chấn thủ, ngụy thần và tiên quân mọc lên tựa như nấm, tăng lên rất nhanh. Ngắn ngủi 10 năm xuất hiện cường giả, so với hơn 4.000 năm trước kia lại nhiều hơn nhiều. Trương Huyền gật đầu, tinh thần lan ra toàn bộ Trục Tinh Cung, mới lan tràn một hồi, đột nhiên sững sờ. Đó là Ngọc Phi Nhi và Hồ Yêu Yêu. Hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt. Chính là Ngọc Phi Nhi và Hồ Yêu Yêu quen biết ở Danh Sư Đại Lục. Hết chương 3869. Chương 3870. Người xưa vẫn mặc hồng trang như cũ. Lúc này hai người, tất cả đều mặc quần áo màu đỏ nhạt, đứng ở trên cô phong. Hô! Hai người đồng thời di động, từng đạo lực lượng lan ra, bóng người màu đỏ tựa như thải hà, không ngừng nhảy múa. Các nàng tỷ thí. Lạc Thất Thất cũng nhìn thấy đối phương, ánh mắt sáng lên. Ngọc Phi Nhi là bằng hữu tốt nhất của nàng, vốn cho rằng kiếp này lại khó gặp mặt, không ngờ tới nàng đến Thượng Thương, hơn nữa tu vi giống như Hồ Yêu Yêu, đạt đến ngụy thần cảnh. Đang luận bàn, Đỗ Thanh Diên nói, các nàng vô cùng cố gắng, 10 năm qua hầu như ngày ngày cũng tu luyện, nếu không cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ lực lượng cường đại như thế. Trương Huyền gật đầu. Bất luận tu vi của người nào, đều không phải một lần liền thành, cho dù là hắn, cũng tiêu phí vô số tâm huyết và cố gắng, huống chi người khác. So tài phút chốc, hai cái bóng màu đỏ ngừng lại, trên khuôn mặt tinh xảo không gì sánh được, tất cả đều lộ ra vẻ cô đơn. Không cần uổng phí công phu, không có thần linh chi khí, không cách nào đột phá ngụy thần ràng buộc, vĩnh viễn không tiến vào thần giới được. Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó một thanh niên chừng 30 tuổi đi tới. Lạc Huyền Thanh. Lúc này Lạc Huyền Thanh cũng đã tới ngụy thần cảnh, một thân lực lượng so với hai nữ hài chỉ mạnh không yếu. Đúng vậy, không đột phá nổi. Tú quyền siết chặt, trong mắt Ngọc Phi Nhi tràn đầy không cam lòng. Dựa theo ý tứ của ta, không cần đột phá, chúng ta trực tiếp đi vào, coi như nguy hiểm, chỉ ít còn có một chút hy vọng, một mực chờ ở nơi này, sẽ thành vĩnh biệt. Lạc Huyền Thanh nói, thật vĩnh biệt, Ngọc Phi Nhi lẩm bẩm nói. Thần giới và Thượng Thương, không hề giống Thượng Thương và Danh Sư Đại Lục,
cố gắng thoáng cái có thể qua lại, một khi đi vào thần giới, không nói cái khác, chỉ nói thời gian gấp trăm lần, liền có thể hạn chế. Chết hết thảy. Tuy không biết đẳng cấp tu luyện ở thần giới, nhưng có thể đi vào trong đó, đều là thiên tài và tu luyện giả đỉnh phong nhất của vạn giới. Muốn tu luyện đến tình trạng có thể phá vỡ xuyên qua không gian, trăm năm, ngàn năm cũng chưa chắc có thể làm được. Lạc Huyền Thanh nói. Mà thần giới trăm năm, ở thượng thương mà nói, chính là vạn năm. Chúng ta đã sớm không còn nữa. Cho dù ngụy thần, cũng chỉ có hơn ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Gấp trăm lần thời gian, bọn họ còn muốn nhìn thấy người đi vào thần giới, căn bản không làm được. Ta biết đạo lý này. Ngọc Phi Nhi gật đầu. Vậy còn do dự cái gì? Chúng ta đều đã đến ngụy thần đỉnh phong, lại không cách nào đột phá nữa, kế trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vào thần giới, dù lại nguy hiểm, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Không thành công, cùng lắm thì chết. Lạc Huyền Thanh nói. Ta đồng ý. Ngọc Phi Nhi gật đầu. Phi Nhi, Đỗ Cung Chủ nói qua, muốn tiến vào thần giới, nhất định phải đến thần linh cảnh, mới có cơ hội tương đối, nếu không chắc chắn phải chết. Nghe được hai người nói chuyện, một bên Hồ Yêu Yêu nhíu mày. Thượng thương, đi đến ngụy thần cảnh liền trì trệ không tiến, chỉ cần là tu luyện giả, ai không muốn tiến thêm một bước, đáng tiếc. Không có thần linh chi khí, thì không cách nào bước ra. Không trở thành thần linh, liền không có cách nào đi vào thần giới, cái này phảng phất như cái vòng lặp lại vô hạn, giam cầm người ở. Thượng thương, lúc trước bỏ qua, không đuổi kịp bước chân của hắn, sống sót cũng không có ý nghĩa. Ngọc Phi Nhi siết chặt nắm đấm. Nếu như lúc ấy giống như đám người Triệu Nhã, có lẽ hiện tại đã đi theo sau lưng đối phương, đi vào thần giới, mà không giống như hiện tại, chỉ có thể ở lại chỗ này, cơ hội gặp mặt lần nữa như hy vọng xa vời. Được rồi, ta cũng đáp ứng đi cùng các ngươi. Nói thật, tên vô lại kia quả thực có lực hấp dẫn đặc thù. Hồ Yêu Yêu cũng làm ra quyết định, khẽ mỉm cười. Thời điểm đó tu vi của Trương Huyền kém xa nàng, thời điểm bị nàng trêu chọc, ngược lại để nàng vô cùng khó chịu. Từng cảnh tượng lúc trước hiện lên ở trước mắt, tuy không có xích mích quá sâu với đối phương, nhất cử nhất động của thanh niên này, lại như ấn ở trong óc, rất lâu không cách nào rời đi. Nếu xác định, chúng ta tìm ngày, mau chóng lên đường. Thấy hai người đồng ý, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiếp tục nói chuyện, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Chính là Ngột Thần. Ba vị, có người nhờ ta tặng thứ này cho các ngươi. Nói xong cong ngón tay búng một cái, ba bình ngọc bay đi. Cho chúng ta. Ba người Lạc Huyền Thanh nghi ngờ nhận lấy bình ngọc, vừa định nói chuyện, lại cảm thấy thân thể trầm xuống. Trọng lượng của bình ngọc này, vậy mà lớn đến bọn họ khó mà bắt được. Cái này có chút đáng sợ. Bọn họ là ngụy thần cảnh, một trong những người mạnh nhất ở đây. Một cái bình ngọc cũng không tiếp nổi, chuyện gì xảy ra? Đầy hơi nghi hoặc, Lạc Huyền Thanh mở nắp bình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong đó yên tĩnh nằm một giọt máu. Huyết dịch này nặng như vậy, là thần huyết. Đồng tử co rụt lại. Rốt cuộc minh bạch tại sao lại nặng như vậy? Trong bình ngọc chứa đựng lại là thần huyết. Huyết dịch thần linh chân chính. Trong máu ẩn chứa thần linh chi khí, sau khi dùng, có thể trực tiếp đột phá thần linh. Sau khi rõ ràng, cảm thụ thoáng cái, thân thể Lạc Huyền Thanh run rẩy. Ngọc Phi Nhi cùng Hồ Yêu Yêu cũng kinh ngạc. Có thể tiện tay đưa ra huyết dịch thần linh chỉ có một khả năng. Đối phương là thần linh. Là máu của hắn, hắn ở đâu? Ngọc Phi Nhi kìm nén không được, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ngột Thần. Khí tức trong máu, người khác nhìn không ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được, không phải người khác, chính là vị kia. Mới vừa đi, Ngột Thần gật đầu. Hắn nói, thần giới gặp lại. Thần giới gặp lại. Ba người đồng thời chấn động. Vừa đi, đã nói lên từ thần giới tới. Vốn cho rằng lần nữa gặp mặt đã thành hy vọng xa vời, không nghĩ tới vị này đi thần giới, còn có thể trở về, vì thế chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm. Đổi lại thần giới, cũng chỉ hơn một tháng. Đúng rồi, Huyền Thanh, đây là đơn độc đưa cho ngươi, hơn nữa có một câu, để ta nói cho ngươi. Ngột Thần đưa tới một vật.
Lạc Huyền Thanh tiện tay nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Đây là đồ vật của Thất Thất, nàng ở đâu? Vật trong tay không tính chân quý, là kẹp tóc màu lam nhạt, chính là lúc trước muội muội còn nhỏ, mình đưa cho nàng. Nói lời gì? Lạc Huyền Thanh kích động ngẩng đầu hỏi. Hắn nói, chuyện đáp ứng ngươi đã làm được, nhanh đột phá tới thần giới đi. Một thần nói. Thần giới, tốt, ta đi tìm hắn, tên này mới đi hơn một tháng, tu vi khẳng định tăng thêm không bao nhiêu, chờ ta đến, cố gắng một chút, xem ta không đánh tiểu tử ngươi răng rơi đầy đất. Hốc mắt Lạc Huyền Thanh ửng hồng, cười ha ha nói. Chúng ta cũng sẽ tới, rất nhanh. Ngọc Phi Nhi và Hồ Yêu Yêu cũng nhìn nhau, lại nhìn bình ngọc trong tay, từng cái siết chặt bàn tay, ánh mắt lộ ra hưng phấn và hy vọng. Trương Huyền, chờ chúng ta. Rất nhanh sẽ tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 178.